hai chục ăn lên không lũ lắm em nói. Ờ, con cái gì nó mới ngốc rồi nè. Cái rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi săn bắt các bạn. Quay lại cảnh anh đi đánh bắt ở cái hòn đất này nè, giai đoạn kéo cá. Anh em kéo lưới ở cái hầm này nay cũng 4-5 ngày rồi, nay đến giai đoạn mà lên cá nè. Để quay lại cái thúc lên cá cho anh em xem nha. Đó. Lên đường cá đầu tiên các bạn. Đâu đâu sâu đâu. Cá này cũng cộng ha. 4 kg. Quay dây luôn, cá bắt mà. Quá bự, cá tự nhiên rồi. Anh này có cá lăng nhiều lắm. Biết lên có không? Có. Mấy hôm trước lên cá lăng nhiều lắm. Anh thấy cá lăng. Quay cá này là mình nói nè. Đâu dính rồi hả? Con trà hả? Với con lương ở vỏ đó, con lương bự nó cà rồi, kêu thêm tôi lấy con lương nữa, cầm lương quay con lương luôn. Đem lương vô luôn. Má cầm lương lên khỏi ăn luôn á. Bỏ rộng nó cột ngoài. Ồ, con cá hả? Dính cá rồi mà. Dường cái trà bự quá. Anh thấy con dây thôi. Cá con dây đó luôn. Ồ. Oh. Con này cỡ tầm 5-7 kg à. Ừ. Quá đã. Chứ. Quá trọng rồi, cá bự mạnh không nè. Ủa. Cái gì cái đuôi nó lói vậy? Cá đã thấy á. Không phải cá ta. Không phải cá ta. Không cá lăng hay gì á. Không cực nữa cá luôn. Gì? Cái quẩn luôn không cực nữa cá luôn. Gió đâu vô nước tới dưới nhất cực. Ủa xuống máy thôi vậy. Á, vẫn cái nào uống không. Cá dài nó giống cá leo á, còn to nữa. Ừ. Uống gì trà sữa là trà sữa đi, mấy người làm uống trà sữa đi cho đỡ đói. Đó đó đó. Dỡ nó lên mới được, dỡ nó bán lên đẩy cái máy luôn đi. Nè nè nè. Nè chuyền lẫn luôn nè. Nè nè chuyền lại hai người đó. Đang. Đưa lẳng trà sữa luôn. Mình thích uống trà sữa à, uống trà chanh. Trà đào phải không? Có dữ dữ lắm. Cái gì? Cái gì có bóng? Con cá hồ. Ừ, con cá hồ mà. Con cá hồ. Mẹ cá hồ này. Ồ, con cá hồ hết thần luôn. Thiệt. Đủ cá hồ 5 cái luôn nổi rồi. Lấy giùm cái bầm kia đi. Tôi rút ra cái sùa chở. Từ nhỏ tới lớn chưa thấy cá hồ đủ đầy mẹ nó bằng cái can gì nè. Ồ, cá hồ quá bự mà. Cái bầm mình á, ừ, bằng cái can luôn chứ. Còn cái bầm lưới á. Ừ, đúng rồi cái bầm mình đó. Quá trời con cá hồ. Nè 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 nè. Cá hồ kìa. Hỏi cái chuyện đâu mày. Quá trời con cá hồ quá bự. Đưa cái miệng xuống đây nè. Đưa ra ngoài chụm ngoài lại á. Thôi không lỗ rồi. Căng ra. Cá hồ quá bự rồi. Thấy cái bự nè. Thấy trên mạng không chứ đâu. Lại buông đi. Ủa mẹ cá hồ ba. Ủa đi. Không để tôi buông đi. 30 kg bạn, cá hồ 30 kg. Cá này dữ lắm ông nội, nó nghĩ tôi muốn cắm đầu dưới luôn á. Nó con cá sấu hay gì á. Đây nè, đây. Để này, buông này đó. Đó nào ông giật lên. Đúng rồi, nút cầm đó.
Cho tới. Dục cái nào, dục không? Bỏ trong lưới luôn, bỏ trong chuồng luôn. Bỏ trong lưới. Quá trời cái hồ bự các bạn. Cái hồ 30 ft. Quá trời cái hồ bạn. Quá đã. Ê ê. Ô con mày quá bạn. Ô có bông. Quá đã trên cá quá được. Ôi. Lại qua đây rồi. Chỗ qua lấy được. Rồi, chỗ này con sâu lắm nha, kéo con sâu lên. Đây này, thầm cái lưới nó kéo vòng này qua bển. Để lưới thủ luôn nha. Để lưới thủ. Còn đầu nhiều. Trời ơi, đợn cá bạn. 4 ngàn trời. Mấy ngàn trời. Một cá. Cũng có nhiều nữa chứ. Có cái cá dồ. Trong lưới không? Sao đâu. Cái bồng nó dãy. Có xích cho nó đáng dễ đi. Cá không hả? Nó cũng tắt mày lên là bộ luôn. Nút cái bồng. Bị bộ gì đi. Tắt mày lên nó luôn. Tắt mấy cái sơn đỡ đi. Đụ mẹ nó có gì đâu. Đâu cho bỏ cá tao vượt qua ra. Mỗi đàng hoàng đó. Nó văng. Dạ. Cái gì bự dưới à? Quá trời cá tra. Rồi, thành quả kéo mẻ lưới hôm nay các bạn ơi. Rồi đủ mày lại mở luôn đi. Đây, dính được nhiều cá này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo nha. 20. Đem lên luôn đi lát. Đem bạn. Cần thử coi. Đâu 7-8 con cái hồ con đi cho làm luôn đi. Con cỡ ký mấy. Đừng có gì ta chia kênh với mình dụ cái lỗ vốn này. Ờ, lên đây hồ. Nhiều. Cầm này anh sắp. Lên đây. Đó. Coi cái hồ này nghe chút rồi coi con cái hồ kia 150 kg chưa vô tới nha. Con nặng mày nghe sống nha. Con đi con gì vậy? Cá nó bông hay vậy? Bông. Lên cái hồ các bạn. Với con cá lóc bông đó mà, cá lóc bông này chắc 8 kg à. Cá hồ nó ăn cá lóc bông. 252 kg luôn là giữ cái con. Cá lóc bông. Nhiều cá hồ cỡ nhiêu? Cá hồ này chiều dài căng đó căng hả? Mét đâu mét rưỡi nghe. Căng nó chỉ căng được cái đuôi thôi. Thử coi. Sửa căng ngay lại coi. Cần nghe cá hồ này nhiêu ký nha các bạn. Dạ vậy mình nói ta mới tin chứ đụng má. Cái này bự chứ. Bỏ vô cái thùng đó luôn á. Cái này không nổi tôi hứa luôn. Bỏ vô. Cái này không nổi. Thử thử coi. Cái này nó nằm luôn á. Cần không nổi. Dám thử á. Cái gần được. Ở đây cảm ơn. Cái này. 22 nhiêu ký cần không nổi đâu. Hút cân này.